Nào con hát với bà nào. Sao không được có biết bà vui con hát bài gì nữa nhỉ? Một con vịt đi. một một con vịt có một con nó hãy cái quẹt nó bị làm sao đây Ba không biết, con hát đi. cái quẹt nó bị làm À, chân con này đọc bài ông bị đau chân đi nào. ông bị đau sưng nó chung nó tấy ngân hạ chống ngoại mặt nên là dài Khập khiễng khập khà. học kha vâng bên học đấy Bước lên thềm nhà. bất quên thế là Cái gì nữa? hãy ông hùng quá Nhấc chân khó quá. nước chân hồ bá Thấy ông nhăn nhó. hãy ông nó Thư ở ngoài sân. ba mẹ về chân Lon xe lại lạnh gần gần. Ông vịn vai cháu. ông bị vai sáu Cháu đỡ ông lên nào, cháu đỡ ông lên, rồi để ông lên hoan hô đứa bé, ăn nó đồ bé bé thế mà khỏe. bé hết là hẹo Thế con đọc cho bài về con trâu nào. con trâu ăn cỏ có ngon ba cái rồi bảy đi cái rồi Thế bắp cải xanh à? bác cải xanh xanh nâu hát má cải chóc thóc bông hòn bố cải non nằm ngủ dưới Đúng rồi, thì ở lớp cô giáo dạy con bài gì nữa nhỉ? mùa hè đến Con hát cho ba nghe nào. mùa hè đến chi nó vui non mù cam mình mang như sau nó mùa hè đến mùa hè vui ơi nó ca nó mùa hè ra Hano, chúc anh Trương ngủ ngon nhá. ok Ok.